Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của trang mua sắm trực tuyến meta.vn. Và video ngày hôm nay thì Meta giới thiệu đến các bạn sản phẩm quạt lửng Mitsubishi Tatami R12HRA. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi video để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích nhé. Sản phẩm quạt lửng này thì có thiết kế chiều cao có thể điều chỉnh dễ dàng từ 85 đến 105 cm, với hai màu sắc cho các bạn có thể lựa chọn, đó là màu đen và màu trắng. Giống như những thiết bị quạt lồng khác thì chiếc quạt lửng này cũng có thể dễ dàng tháo rời những bộ phận ra để có thể vệ sinh sau mỗi mùa hè sử dụng. Chiếc quạt lửng Mitsubishi này thì có thiết kế 5 cánh với đường kính là 30 cm, tạo lưu lượng gió mát lan tỏa khắp căn phòng. Phía sau quạt còn có núm điều chỉnh tốc năng để các bạn có thể đảo được chiều gió dễ dàng. Và mình còn phát hiện ra một vị trí rất là tiện lợi để chúng ta có thể để điều khiển từ xa. Và trên điều khiển từ xa thì cũng có những chức năng chỉ dẫn rất là tiện lợi. Phần chân đế của quạt khá là rộng và tích hợp luôn bảng điều khiển ngay phần chân đế. Phần chân đế thì cũng có thể dễ dàng điều chỉnh bằng chân nếu như các bạn cảm thấy việc này thuận tiện hơn. Chiếc quạt này thì trông có vẻ khá là nhỏ nhưng mà hoạt động khá là hiệu quả các bạn ạ. Ngoài ra thì thiết kế bên ngoài rất là chắc chắn và cứng cáp. Chiếc quạt này thì có thể điều chỉnh được 4 chế độ gió. Trong đó có 3 chế độ khác nhau gồm cao, trung bình và thấp. Ngoài ra thì quạt còn có chế độ gió thoảng. Có một điểm mà mình rất thích ở chiếc quạt lửng này đó là có thể hẹn được giờ tắt và hẹn được giờ bật. Trong đó thì các bạn có thể hẹn giờ tắt từ 1, 2, 4 đến 6 tiếng. Và lưu ý là chỉ hẹn được giờ tắt khi mà quạt đang bật, quạt đang hoạt động các bạn nhé. Còn các bạn có thể hẹn giờ quạt bật từ 2, 4 đến 6 tiếng và cũng chỉ sử dụng được chức năng này khi mà quạt đang tắt. Như vậy là chúng ta có thể chủ động hơn trong việc sử dụng quạt để tránh lãng phí điện. Đặc biệt là quạt sử dụng cũng vô cùng an toàn với cơ chế tự ngắt điện khi quá tải, cùng với chất liệu nhựa cách điện nên giúp người dùng sử dụng quạt đứng dân dụng Mitsubishi Tatami R12HRA rất an toàn. Khi hoạt động thì chiếc quạt Mitsubishi này vận hành rất êm ái, không gây ra tiếng ồn, mang lại không gian yên tĩnh, giúp giấc ngủ ngon hơn. Tuy nhiên thì theo cá nhân mình thấy phần phích cắm của chiếc quạt này thì sẽ có hạn chế một chút, vì thường chúng ta sẽ dùng ổ cắm 2 chấu, nhưng chiếc quạt này thì có phích cắm điện 3 chấu nên là các bạn cần trang bị thêm ổ cắm nếu như không có nhé. Vừa rồi Meta đã giới thiệu đến các bạn sản phẩm quạt lửng Mitsubishi Tatami R12HRA. Và các bạn có thể mua hàng tại Meta để đảm bảo là sản phẩm chính hãng với chính sách bảo hành rõ ràng và giao hàng tận nhà. Các bạn có thể liên hệ tới hotline ở phía trên màn hình hoặc là truy cập vào website meta.vn để tham khảo, để có thể xem được hình ảnh thực tế cũng như là cập nhật những ưu đãi mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ like, subscribe kênh YouTube của Meta để đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!